Xin chào mọi người, vậy là chúng ta lại gặp nhau ở bản tin cuối ngày của Sen Vàng TV. Và bây giờ là lúc hãy điểm lại những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay nhé. Câu chuyện của một gia đình ba thế hệ ở Bến Tre với hơn 20 năm mòn mỏi kiện tụng rồi đợi thi hành án đã làm cho nhiều người đau xót và bức xúc. Được biết, gia đình cụ Võ Thị Thảnh sinh năm 1921, ngụ tại xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre đã bị mất căn nhà khi cho ông Lưu Việt Khánh ở nhờ lúc ông này còn đi học. Sau nhiều năm mòn mỏi kiện tụng, đến ngày 16 tháng 1 năm 2002, bản án dân sự phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre đã tuyên buộc vợ chồng ông Lưu Việt Khánh phải trả nhà và đất cho gia đình cụ Võ Thị Thảnh và chỉ được phép lưu trú tại nhà trong thời hạn 12 tháng để dọn đến nơi ở mới. Tuy nhiên, bản án này đã 17 năm trôi qua mà vẫn chưa được thi hành án. Cụ Võ Thị Thảnh đã qua đời năm 2007. Gia đình ông Lý Minh Tài, con của cụ Thảnh, nay phải chịu cảnh cơ hàn, thiếu chỗ ăn, chỗ ở khi phải sống trong căn nhà cũ nát ở xã Hương Mỹ. Trong khi đó, căn nhà của cụ Thảnh nay có địa chỉ ở số 157-1, đường 30 tháng 4, phường 4, thành phố Bến Tre, trở thành nơi ở và kinh doanh của vợ chồng ông Lưu Việt Khánh. Quá trình phía gia đình cụ Võ Thị Thảnh đòi lại nhà, ông Lưu Việt Khánh nhiều lần cam kết trả lại, nhưng rồi sau đó lại bể kèo. Tại tòa, hai người em gái của ông Lưu Việt Khánh là Lưu Hồng Nhung và Lưu Lệ Hương cũng khẳng định căn nhà là tài sản của cụ Võ Thị Thảnh từ trước năm 1975. Vì vợ chồng ông Lưu Việt Khánh quay mặt không chiếm dụng nhà của người mình từng mang ơn là không thể chấp nhận được. Làm ơn mắc oán để rồi lại phải đưa nhau đi kiện tụng để giải quyết tranh chấp. Thật buồn vì qua câu chuyện này thì chúng ta chỉ thấy vật chất tiền tài che lấp cả tình người. Để rồi khi muốn giúp đỡ ai đó, chúng ta phải suy nghĩ trước sau và dè dặt. Xã hội cũng dần vô cảm với nhau hơn từ khi những sự việc này xảy ra. Đi trộm bị chủ nhà đuổi đánh là lẽ đương nhiên, nhưng mà trộm đánh lại chủ nhà thì quá là gấu. Một camera an ninh đã ghi lại được cảnh chủ nhà đuổi theo hai tên trộm và bị hai tên này truy sát, cầm gạch phang vào đầu. Sự việc xảy ra vào khoảng 14:30 ngày hôm qua, ngày 23 tháng 7, tại huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang và đã được camera an ninh khu vực này ghi lại được. Theo dõi đoạn clip, người xem không khỏi kinh ngạc trước sự manh động và liều lĩnh của hai tên trộm. Vào khoảng thời gian này, hai đối tượng đã đột nhập vào xưởng sản xuất nhôm kính của anh Nguyễn Thế Trình rồi lấy đi 5 chiếc cửa khung nhôm trị giá gần 4 triệu đồng. Khi đang thực hiện hành vi thì hai tên bị anh Trình phát giác. Chúng nhanh chóng phóng xe tẩu thoát cùng khối tài sản lấy được. Anh Trình liền lấy xe máy đuổi theo. Khi đến cây xăng tại đường 295, đoạn qua thôn Lý Viên, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, anh Trình phóng lên trước và chặn đầu hai tên trộm. Hai tên này liền vứt tang vật bên đường rồi lấy gạch lao tới tấn công vào đầu, vào mặt anh Trình và hành động này đã bị camera an ninh ghi lại được. Chúng ra tay khá mạnh với anh Trình và chỉ khi người dân chạy ra thì hai tên này mới ngừng tay và phóng xe tẩu thoát. Những tên trộm này ngày càng lưu manh và táo tợn. Thôi thì của đi thay người. Chắc trong những trường hợp như thế này thì chúng ta không nên chống trả thì mới có thể bảo toàn được tính mạng cho bản thân của mình. Phụ nữ luôn muốn mình đẹp hơn, đó là nhu cầu hoàn toàn chính đáng. Thế nhưng lựa chọn nguồn gốc mỹ phẩm cũng là vấn đề quan trọng. Một số chị em đam mê trắng sáng không tì vết nên bất chấp sử dụng kem trộn để lột xác cấp tốc. Nhưng mà cuối cùng mình là người lãnh hậu quả và nhập viện. Bệnh viện Việt Nam, Thụy Điển, Uông Bí, Quảng Ninh cho biết các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận trường hợp nữ bệnh nhân P, sinh năm 1992, ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, trong tình trạng nhiễm trùng toàn thân do dị ứng mỹ phẩm. Theo lời chị P, sau khi nghe và thấy người quen sử dụng một số sản phẩm có tác dụng làm đẹp da, nên chị P đã đặt mua từ người quen. Sau một ngày sử dụng thì da chị P có biểu hiện sưng tấy nhẹ và bong một lớp da mỏng. Thấy da trắng hơn, chị P tiếp tục sử dụng. Khoảng 10 ngày sau, vùng da mặt lại xuất hiện tấy đỏ. Sau đó, bệnh nhân sốt, phát ban ửng đỏ khắp mặt. Nữ bệnh nhân P cho biết, khi mua sản phẩm mỹ phẩm nói trên, chị được người bán quảng cáo là khi sử dụng sản phẩm, da càng sưng nhiều thì sau đó sẽ càng trắng mịn và đẹp hơn. Vì thế, khi thấy da sưng đỏ, chị P chỉ nghĩ đây là tác dụng của sản phẩm, mà không nghĩ tới việc mình đã bị dị ứng mỹ phẩm. Đến khi sốt cao đến 2-3 ngày, mặt phù nề, tấy đỏ, da tay bong tróc thì mới tá hỏa. Sau 4 ngày điều trị, da bệnh nhân P bắt đầu hết sưng và đến thời điểm này, sau hơn 1 tuần điều trị thì bệnh nhân đã được xuất viện. Theo các bác sĩ, đây là một trong những trường hợp dị ứng nặng, nếu không điều trị thì sẽ có nguy cơ loét trật da và niêm mạc, bong vẩy da toàn thân và tăng nguy cơ nhiễm trùng toàn thân thể nặng. Từ trường hợp này thì các bác sĩ khuyến cáo người dân cần cẩn thận trong việc lựa chọn sử dụng các sản phẩm làm đẹp, nhất là mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Mạng xã hội ngày càng phát triển và nhiều vlogger cũng thoải mái làm những điều hay ho để chia sẻ với cộng đồng mạng. Niềm vui của họ là có thật nhiều lượt view và lượt theo dõi. Và cũng chỉ vì câu view, một vlogger đã chết thảm ngay trong livestream khi mà ăn thằng lằn sống và rất độc.
Người đàn ông 35 tuổi được bạn gái tìm thấy trong tình trạng tử vong ở căn hộ của mình vào ngày 20 tháng 7 vừa qua. Được biết, người đàn ông này sở hữu tài khoản có nhiều người theo dõi trên một nền tảng livestream lớn nhất Trung Quốc, đã tự quay clip uống nhiều rượu và ăn rết, thằn lằn và sâu bột vào hai đêm trước khi qua đời. Để những clip của mình đặc sắc và thu hút thêm nhiều người xem, anh này đã dùng một vòng quay có gắn các món như là rết, thằn lằn, sâu bột, giấm, trứng, bia. Khi bánh xe dừng lại ở món nào thì anh ta sẽ ăn hoặc uống trực tiếp trước sự theo dõi của người xem. Lần phát trực tiếp cuối cùng của nạn nhân theo điều tra là vào hồi 19h53 phút thứ Năm ngày 18 tháng 7. Cảnh sát tìm thấy nạn nhân tử vong trong phòng trong khi máy tính vẫn đang phát livestream. Họ cũng phát hiện ra các loại thức ăn mà người này sử dụng trong các buổi phát trực tiếp được đặt ở trên bàn. Sau khi vụ việc nghiêm trọng này xảy ra, các video của anh chàng này đã bị xóa hết. Nhà chức trách cũng phát hiện ra và điều tra thêm về cái chết. Chỉ vì câu view mà các vlogger bất chấp cả mạng sống thì có đáng không? Vừa rồi thì mọi người đã theo dõi xong bản tin tổng hợp cuối ngày của Sen và TV. Đừng quên nhấn like và subscribe để theo dõi những tin nóng mới nhất mỗi ngày nha!